Đấy, review cho các bác một số cái clip. Clip số 1 rất đẹp. Clip số 1 này là chân đỏ Huỳnh Cường. Cường rất là nhỏ, cường vừng, ngực hồng, độ thuần cao, âm thổ, phao là phao xám. Clip số 1 Cường. Độ thuần rất cao. Rất đẹp. Clip này em đang đăng giá công khai là 1 triệu các bác nhé. 1 triệu luôn. Bộ to. Con ưu điểm nó rất là thuần nhá. Em này clip số 2 này. Chân rồi, con này già hơn, con này được 2 năm rồi, chân mốc rồi. Đấy, con này nó là con chim rừng em nuôi cũng được lâu rồi, nên là nó cũng khá là thuần. Đấy, được cái con này to, to tợn. Đấy, con này chim là chim ngày xưa là bẫy đấu ấy, bẫy đấu luôn. Đấy, rất là dài mỏ, dài người. Con này em bán cho các bác 1 triệu, bác nào mà có thời gian thì ghép con mái thuần hoặc là cho đi tập mồi được này. Đây là cái thông tin của bên kênh em nhé. Đây clip số 2 này nhé. Clip số 2 rất là rõ ràng công khai, em đăng ngày hôm nay 20 tháng 1 năm 2020. Chim ngực hồng, bộ rất là to luôn. Đấy, rất là tợn, chim mỏ dài. Clip số 2 em để cho các bác là 1 triệu. Đấy, con này thổ pha các bạn nhé, pha nhiều đấy. Ở đây em xin chuyển sang cái clip tiếp theo. Đó. Rất đẹp. Clip tiếp theo là clip số 3. Số 3 này thì em sẽ con này thì 1,5 triệu. Con này là chim, nó là chim nuôi đứng lồng thuần này. Con này em đang định ghép nhưng mà thôi,
triệu rưỡi, bộ to, chim khổng lồ âm thổ, mắt đỏ, chân đỏ. Rất là rõ ràng luôn, công khai luôn. Clip số 3 này, âm thổ bộ to, phấn hồng. Đấy. Em để cho các bác giá công khai 1,5 triệu. Bác nào mà muốn đúc cái dòng khổng lồ thì các bác có thể tham khảo. Em đang giơ điện thoại, bật cái đèn flash lên để cho nó nhìn cho nó sáng để cho các bác xem. Con ô clip số 4 này. Clip số 4 này, đây là con chim mồi lỡ này. 1,5 triệu các bác nhá. Dòng này thì đã bắt đầu đánh được rồi. Đó. Bộ cườm của nó thì quá khủng khiếp luôn. Con này cườm rắc, cườm vừng. Chơi mồi chơi con này giá 1,5 triệu ra công khai luôn. Chân rất to, đỏ au luôn, mắt bồ câu, mắt rất đỏ. Thích em trà mạo này thì em để cho. Em trà mạo này có một cái móng trắng ở móng hậu các bạn nhé, ở bên chân bên trái. Đấy. Thank you.
rất đẹp. Thế thì quý vị anh chị các bạn có thể tham khảo qua một số những em chim. Đó. Từ số 1 đến số 4. Thì các bạn có thể là alo cho em theo cái số điện thoại là 033 5305982 và đây cũng là cái số Zalo. Đấy. Thì mà có là kênh của em thì là cái kênh chim chim cu. Đấy. Con giống là điểu chim cu rất đẹp, rất to đẹp. Đây là thông tin của bên em nha các bác nhé.